trong chương trình lễ vụ quê hôm nay rất là thành công. Và thưa quý vị thân mến, có đúng là từ hôm nay hai nhà được chung lưới ngõ, tình nghĩa thông gia đã xích lại gần. Ai đã cho cánh để chim bay về tổ, ai đã mở đường cho thuyền tình cập bến hoàng hôn, để từ ngày hôm nay trai cháu của chúng tôi sẽ có bên nhau trong bước đường đời. Và về dự với ngày vui hôm nay, giờ này